Rồi, đầu video 2 chào mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sông Quê TV. Chúc các bạn một buổi sáng tốt đẹp và nhiều điều hạnh phúc nha. Các bạn biết sáng hôm nay hai chồng mình với bé Phát đi đâu không? Hôm nay là về quê ngoại của bé Phát nè. Hôm nay cuối tuần thì về dưới nhà anh Hai, ghé nhà anh Hai để tắt đìa cá hay vậy? Đìa cá. Tắt đìa bắt cá. Rồi, mời các bạn cùng xem video chơi nha. Hôm nay tắt đìa chắc vui lắm đây. Hai vợ chồng mình xuống đợt này thì ngoài đồng xả lúa xanh hết các bạn ơi. Đã qua một cái con nước rồi. Được rồi, mùa nước lên thì mình không có đi với anh Đại để đi đặt lợp bắt cá. Không biết giờ anh còn đặt lợp không à? Này, sắp sửa tới nhà của anh Hai vậy nha. Xe ảnh không? Yeah. Đây, anh Hai đang chặt cỏ tắt đìa. Vậy là kéo lưới trước rồi tắt sau hả? Hôm nay mình xuống nhà anh Hai để tắt đìa nha các bạn. Cái này cá nó ụp lên nó nhóc chân à. Để hai bằng đi, em bắt cá sẵn mà. Đi anh ăn lâu đâu được. Lẽ bắt ăn gì, bắt ăn khô hoài luôn. Cái chà này anh chắc hồi nào anh Hai? Hồi tháng nước hả? Vậy là được 3 tháng hả? Chắc này anh Hai với chị Hai đang dở chà lên các bạn ơi. Dở chà lên để tắt đìa là bắt cá nha. Ta lưới này giáp mưa cái mưa anh. Giáp. Giờ ông anh Hai, ông anh vợ nè, chuẩn bị lấy lưới kể kéo cá nha. Đó, đúng rồi. Ốp lại đó mày. Bơm nữa hả? Hai bơm nữa hả? Hôm nay mình xuống đây là tát cái mưa này nha các bạn. Cá nổi nhóc trơn vậy các bạn ơi. Các bạn thấy kỹ không? Cá với tép. Có còn cái lóc nó lóc lên bờ các bạn. Các bạn thấy không? Kìa, đó. Để mình lại đắng mình bắt ra. Bây giờ anh Hai với Tú chuẩn bị kéo một lưới trước nha các bạn. Kéo rồi rồi xong rồi mình mới bơm nước ra rồi mình bắt mấy cái bắt cá sau nha. Không ạ. Bởi cái sạc bò anh bò quá trời luôn à. Coi cái sạc nó đâm rồi. Quá trời luôn. Cái sạc với cá chốt. Cái đìa này cũng nhỏ các bạn. Thì anh Hai mình với Tú đang kéo lưới vô các bạn. Cá sạc cũng nhiều lắm các bạn. Hôm nay đi tắt đìa cá sạc rất nhiều. Nhiều hơn là hôm bữa mình đi bên lấp giò bên nhà bạn mình bển. Bên nhà bạn mình nó bển thì đa phần là cá rô phi. Bên đây là đa phần là cá sặc nhiều như các bạn. Wow, đâm coi coi gì, đâm lớn quá trời luôn kìa. Lên cái sọt xúc luôn. Để vô nồi đi là lửa. Quá trời cá. Đó đi. Có lấy mình con cá bự đi.
rồi để nó đi nữa. Kéo một lứ một cái. Để nó đi hai, nó nhảy đi chứ mình. Rồi. Nhiều cá. Kéo một lứ là phải lấy sọt súng chứ không thể nào mà bắt nổi luôn. Nó trời cá luôn mà. Viên đi chợ đi vô chợ bà nào lâu rồi. Chạy xe ôm rồi. Sao rồi? Chở bà cô hai tím đi rồi. Quá cá. Kéo nữa không hay là? Để dưới mượn hai ba cái dao thì đi ra Thanh ơi. Nhà mình 4 cây còn gì nữa. Ủa cá sặc này mình sủng không? Bánh. Đi đâu rồi đây bạn, đi đâu? Một, hai, ba. Nhảy ngoài ha. Cá rồi. Trời cá rồi. Vô. Một nồi đầy nhóc luôn, nó nhảy tùm lum nha người kìa. Cá còn nhảy. Vũ đi cho nó rớt xuống. Rồi giờ chuẩn bị kéo lưới thứ hai. Mới kéo mẻ đầu mà được một cái nồi với cái thau các bạn. Rước bả lên đó. Cái sạc giống nhau vậy. Có con bay. Cá bự các bạn. Rồi. Gì vậy? Ơi. Lúc nãy thì chị hai mới bỏ cá vô đó các bạn. Bỏ vô cái chậu. Cái sọt này. Cái này kia bản gì anh hai? Cái này kia bản gì? Giấy không ăn à, chuột giấy nhưng mà cái đồ bỏ cá rồi kìa. Ai biết. Từ chế chuột giấy ra xong rồi cái mình mổ bụng với cắt đầu này rồi. Chuột giấy ra rồi mà cá vẫn còn sống rồi thấy không? Sói sói à. Nguyên bầy gà này Tết là Tấn bán tiền không nè. Gà trống nè. Anh hai mình nói là hôm nay dự định là kiếm một khoảng 100 kg cá sặc nha các bạn. Chủ nhà đi rồi chút xíu lại. Khoảng 5 phút nữa chủ nhà chạy tới. Cái này cậu Năm mới xuất hiện các bạn.
cậu Năm bắt luôn vừa mới xuất hiện à. Giờ này mới 8 giờ. Hôm nay mấy anh em và mấy chị hội tụ về đây bắt cá nha. Mấy anh em chuẩn bị kéo mẻ lưới thứ hai các bạn. Chắc cái mương này, cái ao cái đìa này chắc làm tới chiều mới xong á. Xin, xin, mày cắm cây này ra đó đi, để tao xả lưới xuống tốt. Kéo mẻ này kiếm bậy con cái lóc rồi. Cầm cây không? Trên rút rút nước lên đi. Trong mé đâu á. Hay lắm. Cái này bơm khoảng tiếng đồng hồ không? Tú. Cái này mình bơm khoảng tiếng đồng hồ là nó cạn không? Cá nằm lớp lưới ngoài đó kìa. Đâm vô quá trời luôn. Cá nhỏ ra hết trơn nè, ổ quá bự hả. Rồi bơm giật xuống rồi lấy lưới giày kéo cá nhỏ. Nhỏ bởi vì góp ra trơn nè. Kéo gỡ trước con cá nè. Đúng rồi đắng, đúng rồi đắng. Mày lên nắm luôn, đúng rồi từ. Rồi mày kéo đậu lên luôn đi. Cá giữ từ từ lên. Mày có, đi đi kéo lên đi, kéo đi. Cái này chín cho bốn con nè. Hôm nay ông chủ nhà ông trúng cá bởi chó sủa quá trời luôn. Nó mừng la làng quá trời luôn. Mẹ là mẹ thứ hai. Hình như là mẹ thứ hai này không nhiều bằng mẹ thứ nhất rồi. Ít lại rồi. Hồi nãy là một nồi này rồi thêm một cái thao nữa. Nửa thao nữa. Nửa thao. Anh Hai anh tuyên bố 100 kg cái sạc mà. Còn nhóc tại kéo không dính. Kéo được 2 mẻ lưới rồi, bây giờ mình chuẩn bị đặt cái máy bị bơm nước ra nha các bạn. Chuẩn bị làm cái công tác bơm nước ra cũng công phu ha. Lấy lưới căng lại đừng cho cá ra ha. Đừng cho cá dính vô đó phải không? Dính vô cấm bọng đó. Tay chân bộ mình nó chơi mày. Tháp bên tu, lật cái máy bên tu. Lùng mẹ lối, đụng mẹ dở trên trời chứ nó. Trời ơi, lòng tâm không? Ai bán chỗ rồi, tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là nước sẽ cạn. Rồi mấy anh em sẽ cùng nhau xuống đìa bắt cá nha các bạn. Đây thì mấy anh em chọt cá, chọt mấy cái dãy cá trước. Rồi xong rồi bỏ ở đây thì mấy đàn bà phụ nữ với bà mẹ nè. Mà mổ bụng. Thật đầu với mổ bụng. Miếng ruộng này là của anh Hai, hôm qua ảnh xả lúa rồi nè các bạn. Rồi hôm nay tát nước ra, bơm nước ra để bắt cá nha. Bắt cá để kiếm cá ăn. Nước cạn được 3 tấc rồi các bạn. Bây giờ chuẩn bị mấy anh em kéo cái tay lưới thứ ba nha. Cái tay lưới này dài chắc dính cá nhỏ nhiều nè. Cái mẻ này có được mấy con cá thác lát luôn á. Thác lát nhóc chân à. Hai con bự với mấy con nhỏ. Mẹ thứ tư dính thác lát không, dính thác lát nữa kìa, thác lát bự không à, thác lát bự không, có cần cá kiếm bự không, nói gì thôi rồi, có con cá thác lát chà bá nữa, cá rô phi chà hình lớn nhất, được con cá chay vàng thấy không, đâu đó, phải không? Đúng rồi, như vậy.
lý à. Cá dừa vàng này mà chiên tươi ăn tròn sủa nữa, miếng con cá lóc cá lóc kiếm bự. Gần được nửa nồi cá. Anh em khiêng về. Rồi nhảy dưới. Khách láng ngóc trần á. Ờ chưa vàng chưa im mà có lý à. Thì nãy được có con đó là con đó là chiên mắm gừng ăn. Thời gian chờ đợi ăn cơm mình có nướng hai con cá đôi kiến nè các bạn. Cá đôi kiến mới bắt dưới mương lên đem lên nè. Rồi giờ mình mời các bạn cùng dùng ăn nhẹ nhẹ trước nha. Cá đôi kiến chấm ớt nha các bạn. Chút xíu chờ các bạn ăn cơm lượt luôn cho vui. Mình chơi chứ không hay. Ăn nha. Trứng cá kiến nè các bạn, mình nướng ăn cũng im quá, ăn cũng mùi bụi nha. Mấy chị em hồi tụ lại bằng mấy cá sặc để phơi khô nha. Bán mớ rồi phơi khô mớ để dành ăn. Nãy con cá lóc nãy giờ mặn vậy? Sống mặn đi. Rộng hả? Không có gì nữa ai. Cát lát hơi nhiều quá ha. Cát này là mới đó hả? Mới bắt lên ha. Bà Út ha, bà xề ngăn gõ cái chốt đó nha. Chưa ngồi đây nhóc luôn rồi. Về qua giờ. Cái lóc nhiều không? Hừng lên luôn. Cái này là cá cắt đìa hôm nay, cá sặc anh. Cá này cá chưa trắng vậy? Ồ, cá trắng này là ngon đó. Trắng bự bự ngon đó. Nó nướng mà đã đó. Ướp ớt thì nướng ngon lắm á. Nó chua cũng ngon nữa. Nó chua nó dai. Cá thác lát thì bán nha các bạn. Tại vì ở đây ít ai ăn thác lát với bán mấy cá sành. Còn lại thì để dành ăn. Cá lóc với cá chê vàng rồi cá chê trắng để dành ăn. Không có nữa không? Cá chốt nè, cá chốt chuối không nè bây. Đâu? Thảy qua nè ăn. Cá sạch cơ hả? Thôi. Thác lát này mình bán mình căn dừa bao nhiêu ký? Sáu mấy chục. Là bán cá sống luôn hả Mập? Bên đây chưa cá có chết nè. Hả? Bên này dạo đây lên nè. Đá mới đụng tới nè. Xịn mắt ký á. Chiên chiên dơ, chiên dơ mua bán cá mà không cãi thầy rồi. Lên đi. Chính con cá lóc đồng nó ống nhách nhôm, cái đầu dơ dơ. Không mấy nó uống đu ha nè. Mấy anh em lại tiếp xong thì cho mọi người về mớ cá để về dành ăn nha các bạn. Chia nhau. Cá chớ làm khô hả? Giờ này cũng gần 1 giờ rồi. Kéo cá từ lúc 8 giờ sáng tới giờ các bạn thì kiếm cũng được cả 100 ký cá sặc rồi. Vài ký cá lóc. Cá chục ký cá lóc à, cá chê cũng cá chục. Rồi cá chốt, rồi cá thác lát.
thì mình ăn không hết á thì có đem ra ngoài giữa căn mới cái sạc nha các bạn. Rồi căn cá thắt lát. Bây giờ anh hai với cậu nó mập đang kéo cái mẹ lưới cuối cùng các bạn. Chắc này nắng quá, chắc này tầm khoảng 1 giờ. Hồi nãy con cái lóc trên đó biết xuống chưa? Cái ruộng á. Gì vậy? Cá lóc hả? Chính con cá lóc, thấy này luôn. Lóc nhỏ hẻ đây luôn. Rồi con cá lóc này kìa. Cái chơi cái lóc. Nhóc chân luôn. Kéo cái mẻ sau này có lý nha. Rồi cái mẻ này là mẻ cuối cùng nha. Chú còn canh không à? Rồi bạn ơi. Đấy, cho em cái đầu tiên. Cho nó cái chê gì mỏi vô đây. Lấy xô nha. Có chốt lắp cho người ta rồi. Còn cạnh cạnh không à? Chê là dốc chứ. Rồi cái mẻ là mẻ cuối cùng các bạn là xong nha. Quá trời luôn. Mẻ đi cá chê nhiều lắm. Mùa khô vậy. Xin mấy con nhỏ được rồi. Nhỏ còn khô. Hành trình hồi sáng giờ mấy anh em tắt đề với mấy chị với mấy cô mấy thím thì cũng đã mằng cá xong nha các bạn. Chút xíu vô trong dọn cơm ăn cơm rồi mời các bạn cùng dùng nha. Rồi xong rồi các bà xã mình chút xíu mặn mới cá sạch với mới cá lóc để phơi khô để dành ăn. Rồi mình sẽ đem mình chảnh này mình sẽ nấu canh này nọ rồi khô xong á rồi cái mời các bạn cùng dùng khô nha. Khô cá lóc với khô cá sặc. Khô cá sặc thì mình sẽ trộn với sò đấu các bạn. Sò đấu xài ngon lắm. Để khi nào mà khô rồi trơn đi rồi mình sẽ làm cái món đó mời các bạn cùng dùng nha. Kéo cái mẻ sau này cũng có mấy con cá trời vàng đi quá ha. Khô đi. Bán mà cắt đầu bán chơi đi. Cá trời trắng là chiều nay mình nấu chua ăn. Trời ơi, cá nào như cái nấy à, biết sao không, mà lựa ra đi, sụt bằng hết trơn đi, căng đi. Mình còn. Sáng giờ mình làm mắm, giờ mình làm được mớ khô nè. Cái này là anh hai, chị hai cho làm, để phơi khô để dành ăn. Làm khô mà lựa cá bự không nha. Cái sạch gần với cá lóc nữa. Cái lóc đâu? Đó, nè. Được mấy con? Đâu rồi, 4-5 con rồi. Có con cá lăng này. Cá lăng này ngon đó. Cá lăng, chị Duyên nói hàng trăm nó khoái cá lăng lắm. Mày mổ con cá lăng cho nó. Không vậy, không về đây ai cũng khoái cái gì hết. Rồi, mình để mai mai phê vậy? Mai mình phê. Mai phê. Rồi mấy chị em mang cá xong rồi đói bụng rồi nha các bạn. Giờ chuẩn bị dọn cơm ra ăn cơm nha. Cá dưới đìa đem lên chiên tươi luôn rồi các bạn. Rồi mời các bạn cùng dùng cơm nha. Rồi anh hai lên ăn cơm, chị hai lên ăn cơm, chị hai ơi. Rồi mời các bạn cùng dùng cơm nha. Phát qua ăn cơm nè. Giao kìa, cái giao để vô trong thau vậy ăn luôn ha. Ừ. Rồi mấy anh em tắt đìa cá hồi sáng giờ cũng đã xong nha các bạn. Rồi ăn cơm bây giờ cũng no rồi. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, nút like, nút share để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Tạm biệt nhé.